Chiều lang thang mến chào quý vị, rất vui được gặp lại quý vị trong video kế tiếp của Chiều lang thang. Trong video này Chiều mời quý vị cùng Chiều đi khám phá con đường phía bên phải của Chiều là quận 12, còn phía bên trái của Chiều phía bên kia sông á. Đoạn máy bay bay qua sông thì Chiều sẽ nói là phía bên trái là chưa xong là bên Gò Vấp này, thì con đường này á là con sông này là con đường bên kia, đây là dự án cải tạo gần 150 km. Bây giờ tiếp tục thì Chiều mời quý vị cùng Chiều đi khám phá phía bên kia đường này. Rồi bây giờ Chiều mời quý vị cùng đi với Chiều nha. Hiện tại là nước đang lớn rồi quý vị. Hôm nay chiều video thứ hai này là video về chiều đi từ khu vực Cù Châu Miếu gọi là Miếu Nổi đó quý vị. Video đầu tiên thì do chị đi vòng vòng trong khu vực quận 12 này thì quá dài nên chiều xin dừng video kia và tiếp tục video thứ hai này đi tiếp con đường này. Mình cũng không biết luôn hết, mình mới đi lần đầu tiên nha, cho nên trong quá trình mà chị chia sẻ thì chắc chắn sẽ không có đầy đủ chi tiết đâu vậy, rất là thiếu sót, cho nên có thể quý vị lên tìm xin tài liệu người ngữ thông tin các kênh khác để quý vị tìm hiểu nha. Chị chỉ đi lang thang thì thấy đâu kia về đó thôi, về đó mình nó trồng bồn bồn và ngon uống nè. Đây cũng có đường mòn vô ha, quá trời đã luôn quý vị nha. Nhưng mà bây giờ không lẽ vô nữa thì mình biết khi nào mình đi được xong qua hết cái con đường này thôi, mình đi tiếp đi quý vị. Đi đâu kia thì mình đã biết trong khu vực đó là vườn tựa không là nhà cửa, mình đã mua ở đất này là trồng rau, trồng cây ăn trái, trồng rau củ quả gì đó, quá trời đã luôn. Thank you.
vùng sâu vùng xa này, không phải vùng sâu vùng xa mà buổi trưa mà thấy cảnh như này, buổi trưa nắng nắng nên nó làm cho mắt người ta nhớ lại cái ngủ. Còn ở trong trung tâm Sài Gòn đó thì quá nhộn nhịp, nó làm cho con người ta tinh thần lúc nào cũng phải chiến đấu. Ở đây mà ở đây chắc ngủ hoài rồi, buổi chiều chiều đây chắc nhộn nhịp hoài. Chịu lang thang mới đi qua tới bên đây là còn đi không thay hôm nay.
đi vào đây luôn. Đúng.